Anh nhà tính 4 kg 38 kg đi. 38. 120 kg. Này về đánh tiết canh luôn này. 456.000 tính chứ 450 thôi. Thịt ngon không? Này hút xương chưa? Ừ. Hút xương nguyên con luôn. Hút xương luôn. Ừ, đây này. Mở ra cho. Có cái bọc này là dồn hai cái vào cho tới. Đó đây. Đấy, hút xương nguyên con luôn. Cho coi đi. Ồ, làm miếng thịt luôn. Ừ. Nguyên con. Ừ. Còn đây xương. Rồi. Như tôi cứ bỏ túi làm cho một con. Đấy con nào đấy hai con bằng nhau nhá. Ừ.